Hello, xin chào cả nhà đã quay lại kênh Nghĩa Vlog nha. Hôm nay Nghĩa lại vào bếp và mà làm món bò bía cả nhà. Thì hôm nay Nghĩa sẽ chia sẻ với cả nhà cách nấu tương đen để ăn bò bía cả nhà, giống như ở ngoài tiệm luôn. Rồi, bây giờ mình tiến hành làm nha cả nhà. Và đây là những nguyên liệu để mình chuẩn bị cả nhà. Thì đây là một củ lưỡi sắn, hai củ cà rốt, lạp xưởng, hành tím và những con ruốc, đậu phộng, hai hũ tương đen, một hũ bơ đậu phộng, đường, muối, bột ngọt. Và đây là rau sống nha cả nhà, rau sống để một tí nữa mình cuốn bò bía nha cả nhà. Rồi bây giờ mình tiến hành bào củ sắn nha cả nhà. Rồi bây giờ mình đi xào cái này cả nhà. Này gọi là hấp chứ không phải là xào. Cho miếng nước vô. Cho miếng nước ít thứ nước rồi cả nhà. Để nó không bị cháy bên dưới. Rồi tí nó nước nó sẽ tự ra. Rồi bây giờ mình lấy cái nắp đậy lên nữa là xong cả nhà. Rồi trong khi chờ đợi bò bía củ sắn đồ nó chín cả nhà, thì bây giờ mình nấu tương cả nhà. Và đây mình cho hai chai tương hột cả nhà. Mình lúc trước hay đi ăn ăn bò bía lắm. Ở đâu có bán bò bía là mình cũng tới hết. Món này là món yêu thích của mình cả nhà. Bởi vì nhưng mà về mình ăn với tương đen này nè thì nó không được ngon cả nhà, không được giống giống như ở ngoài tiệm bán. Hôm ra về mình mày mò mình làm các kiểu để tìm ra xem cách nào làm giống với ngoài tiệm cả nhà. Đó, mình cho hai chai tương vào rồi mình cho mình tiếp nước như cả nhà. Để không để nó sẽ đặc quá. Và đây là bơ đậu phộng cả nhà. Đây mình cho một muỗng bơ về nha. Bơ đậu phộng vô để cho nó có một cái vị thơm, vị béo của bơ đậu phộng. Đó. Cả nhà nhớ là bơ đậu phộng thì cho ít thôi nha. Cho nhiều quá một tí là nó nở. Bơ đậu phộng nó sẽ nở ra cả nhà. Nó nở ra là cứng này luôn á. Đặt lại luôn. Đó, cả nhà thấy không? Mới cho con muỗng mà nó đặt lại vậy nè. Rồi cái này phải cho thêm miếng nước nữa nha. Cái này để đặc quá. Rồi. Mình cho thêm hai muỗng đường nữa nha. Đây hai muỗng hay đường.
cho thêm muỗng muối nè cả nhà. Ai thích ăn nó vừa dặn thì mình bỏ thêm, còn không thích thì mình khỏi bỏ cũng được nha cả nhà. Còn nhà mình thích ăn vừa vặn thì mình bỏ thêm như vậy vô. Đó, vậy là cái hủ tư mình xong rồi nha. Giờ chỉ cần quậy lên cho nó tan hết bơ đậu phộng ra thôi. Như vậy là món tương chấm của mình đã làm xong nha cả nhà. Rồi bây giờ dọn rang thôi cả nhà ơi. Cả nhà ơi, giờ món bò biển của mình đã làm xong rồi cả nhà. Bây giờ cái tiết mục là ngồi ăn cả nhà, mình sẽ ăn thử cái món ăn của mình nó sẽ như thế nào cả nhà. Đây là hành phi, cho miếng hành phi vô đây. Rồi, giờ đây con nhiều lên hả? Rồi, cảm ơn ha. Đây là bỏ đậu phộng nữa cả nhà. Wow, hấp dẫn. Ăn đâu sao ngon không? Ăn đâu sao không? Con mình không biết ăn rau thơm nữa nha. Nghe không có bỏ rau thơm. Rồi. Rút. Bây giờ ăn thôi. Ngon không? Đã cái nhà. Ngon quá. Sao con không hả? Con mặn ngoài không? Con hơn luôn hả? Có định ba không đó? Rồi cả nhà ơi, vậy là món bò bía mình đã làm thành công rồi cả nhà. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Rồi cả nhà xem video nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông báo của kênh Nghĩa Vlog nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha. Bye bye.